Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tencent công bố người đại diện, netizen náo loạn vì Dương Tử, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng chung. Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu cùng làm đại diện cho một đơn vị. Tencent Video vừa công bố danh sách người đại diện mới, trong đó bảy đại diện chính thức của Tencent Video được gọi tên gồm Dương Tử, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Dương Dương. Đường Dương Siêu Việt thì được Tencent giao cho nhiệm vụ đại diện phúc lợi. Ngay khi thông tin về biệt đội toàn sao của Tencent xuất hiện, người hâm mộ đã đứng ngồi không yên, vì đây là lần đầu tiên mà Dương Tử, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Phạm Dương Siêu Việt cùng làm đại diện cho một đơn vị. Dẫu vậy, netizen vẫn nhận xét việc 8 ngôi sao trên nhận lời làm đại diện cũng là hợp lý, bởi Tencent Video luôn được biết đến là nhà sản xuất phim có tiếng nhất hiện nay. Dưới trướng của Tencent, rất nhiều phim ăn khách đã được làm ra, gắn bó với Tencent Video cũng đồng nghĩa với việc các ngôi sao sẽ được đảm bảo tài nguyên phim ảnh. Trong năm 2021 này, Dương Tử có phim Thanh Trầm Hành sẽ được phát sóng trên Tencent Video. Thanh Trầm Hành là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, ăn khách cùng tên. Phim lấy bối cảnh đời Đường, nội dung xoay quanh một nữ thám tử tài giỏi là Hoàng Tử Hà vì muốn làm việc nghĩa mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm. Vào thời điểm này, xã hội phong kiến còn nặng nề quan điểm trọng nam khinh nữ. Để điều tra phá án, tìm ra chân tướng sự việc, không ít lần nữ thám tử gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trong quá trình hành hiệp trưởng nghĩa, Hoàng Tử Hà đã cải trang thành một tiểu thái giám có thân phận thấp kém. Bên cạnh đó, cựu Châu Học Châu phu nhân do Dương Mịch, Trần Vị Đình đóng chính cũng xác định chiếu trên Tencent Video, không thua kém Thanh Trầm Hành. Cửu Châu Học Châu phu nhân cũng được dự đoán là siêu phẩm cổ trang có khả năng công phá màn ảnh hoa ngữ bậc nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.